Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế phối hợp tổ chức. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp FDI, chuyên gia kinh tế. VBF là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Với tiềm năng vị thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình bắt kịp tiến cùng vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Định hướng tăng trưởng xanh chính là chìa khóa bảo đảm cho việc thực hiện thành công các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững ở quy mô toàn bộ nền kinh tế cũng như ở cấp độ doanh nghiệp. Dù gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp nước ngoài, đứng trong top 3 điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn nhờ bối cảnh chính trị ổn định, chi phí lao động thấp và thị trường tiêu dùng đang mở rộng. Hai nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là vai trò của FDI trong bối cảnh mới, trách nhiệm của doanh nghiệp FDI thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phản hồi của lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam. Diễn đàn đã nghe các tham luận của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như Britchem, Amchem, Corchem, GCCI, Eurocharm, đánh giá các tiềm năng cơ hội hợp tác to lớn tại thị trường Việt Nam, đồng thời khuyến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành Việt Nam những giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh. VBF khuyến nghị để duy trì tác động tích cực của FDI Việt Nam cần tích cực thúc đẩy các giải pháp theo định hướng thị trường để bổ sung công nghệ xanh về năng lượng, quản lý chất thải và xử lý nước. Điều này nâng cao tính bền vững về môi trường và thu hút các công ty tập trung vào sáng kiến ESG. Một phân khúc đang ngày càng phát triển trong thị trường toàn cầu hóa hiện nay, những thay đổi về quy định pháp lý và các ưu đãi tài chính hiệu quả như giảm thuế và trợ cấp có thể khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng các thông lệ phát triển bền vững toàn cầu ở Việt Nam. Cùng với đó là tiếp tục đầu tư phát triển lực lượng lao động, nâng cao kỹ năng đào tạo lại lực lượng lao động Việt Nam sẽ không chỉ tăng năng suất tổng thể mà còn định vị Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm nguồn lao động có tay nghề và khả năng thích ứng. Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững về lâu dài, cách thức tuyên truyền, giáo dục phải giúp người dân đưa ra những lựa chọn phù hợp cho sức khỏe, môi trường và tài chính của họ. Quan hệ đối tác công tư hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và viện trợ quốc tế đều có thể đóng góp cho các sáng kiến phát triển lực lượng lao động. Bằng các ưu tiên và hành động chiến lược này, Việt Nam có thể củng cố vị thế là điểm đến FDI hàng đầu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và thực hiện trách nhiệm với môi trường. Trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 969 hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Hoạt động giải trình là một trong 6 hình thức giám sát của các cơ quan quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm rõ những vấn đề, vụ việc cụ thể có tính chất thời sự bức xúc nổi lên trong thực tiễn đời sống xã hội, từ đó tăng cường trách nhiệm giải quyết của các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, các cơ quan quốc hội đã thực hiện 33 phiên giải trình và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giải trình của các cơ quan quốc hội cũng còn một số tồn tại vướng mắc. Nhiều phiên giải trình chưa tạo được tính chủ động cho các chủ thể yêu cầu giải trình. Việc theo dõi đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện các kết luận giải trình chưa được quan tâm đúng mức. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cho rằng, để nâng cao chất lượng các phiên giải trình, cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các phiên giải trình, thực hiện tốt việc ban hành kết luận phiên giải trình, trong đó phải nêu rõ các kiến nghị, yêu cầu cụ thể, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện kết luận và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm. 6.630 bị hại được tòa triệu tập, 987 bị hại có mặt. Trong đó thì có 61 bị hại có một luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Các luật sư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tại phiên tòa.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày. Toàn bộ thiệt hại vụ án là hơn 8.600 tỷ đồng đã được Tân Hoàng Minh và cá nhân liên quan cha con ông Đỗ Anh Dũng khắc phục trong giai đoạn truy tố. Trước tình hình hoạt động của hàng loạt các phương tiện xe ba bánh, xe tự chế, xe mô tô kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường gây nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã cử cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương và tài xế ký cam kết không sử dụng các phương tiện tự chế để chở hàng cồng kềnh và sai quy định. Ông Nguyễn Duy Liên, một chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng công trình bao gồm đồ điện, kim khí, thang tre, sao, để lăng sơn tại chợ Láng Hạ chia sẻ, vì là hàng hóa cồng kềnh, do đó hàng ngày khi có khách mua hàng, nếu gần thì người mua tự chở, còn xa thì ông thuê xe ba gác cho nhanh mà giá thành lại rẻ. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của việc tham gia giao thông khi chở hàng cồng kềnh, ông đã hiểu và chủ động ký cam kết. Là các anh tuyên truyền là để nếu mà mình mà sở cồng kềnh quá ấy, thì là không nên, thì gia đình cũng nghiên cứu để tức là có thể nếu mà xe ba bánh mà không đi được thì có thể là phải thuê xe ô tô hoặc là như nào đấy. Nhận định trên địa bàn có hai khu vực chợ Láng Hạ và chợ đầu mối Hoa Quả tập trung rất nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán cả trong và ngoài chợ. Với tinh thần không có người thuê sẽ không có người chở, không có người chở sẽ không xảy ra tai nạn, các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số 3 đã đi tới từng sạp hàng để phát tờ rơi cũng như tuyên truyền về pháp luật cho người dân và tài xế chở xe tự chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chúng tôi đã tổ chức một chương trình tuyên truyền dài ngày đến tất cả các tiểu thương, thương lái ở tất cả các khu chợ đang nằm trên địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 chúng tôi quản lý, và chúng tôi đã đến từng chợ để tuyên truyền cho các tiểu thương, bởi vì chúng ta đều biết rằng là khi mà có nhu cầu thì sẽ có người cung cấp, đã có cầu thì sẽ có cung. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tuyên truyền cho tất cả các tiểu thương về các mặt hàng mà ở chợ họ đang bán, để không có những cái nhu cầu chuyên chở hàng hóa, gây cơi nới thành thùng, bề cao, bề rộng, chiều dài đằng sau của xe. Ngoài những việc phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông 3, thì ban quản lý chợ cũng có tổ bảo vệ thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, cũng như là phát hiện ra những cái trường hợp mà tư thương tại chợ thuê những cái xe quá khổ, quá tải để vận chuyển hàng đi trên đường, thì cũng có ngăn chặn kịp thời để tránh trường hợp mà các tiểu thương thường xuyên cũng như là thuê và vận chuyển để gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ. Thời gian qua, bên cạnh việc yêu cầu các tiểu thương ký cam kết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã thường xuyên thực hiện tăng cường quân số chốt chặn ở các tuyến đường để kiểm tra xử lý, với quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông thủ đô an toàn, văn minh và sạch đẹp. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kết quả cải cách hành chính của tỉnh đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật, trở thành đòn bẩy để thực hiện hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa cắt giảm thời gian giải quyết đối với thủ tục đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án từ 35 ngày xuống còn 26 ngày, giảm 9 ngày. Tỷ lệ thời gian cắt giảm là 26%. Cũng trong năm 2023, Thanh Hóa có 3.600 doanh nghiệp mới thành lập, tỷ lệ đăng ký hồ sơ trực tuyến đạt 99,99%. Đạt hiệu quả là sẽ đạt 100%, là tỷ lệ hồ nộp hồ sơ đăng ký trả kết quả trước hạn và đúng hạn, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó thì doanh nghiệp có thể ngồi tại nhà và nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. Dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu của tỉnh và quốc gia, việc xử lý văn bản hồ sơ liên thông trên môi trường mạng giữa các khối đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện ở cả 3 cấp. Đây là tiền đề để đưa Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thực hiện tốt, hiệu quả hơn cái việc cung cấp thông tin cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch, kịp thời hơn, nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, rồi là nâng cao cái mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền.
tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy, từ đó hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ở cấp cơ sở, nhiều mô hình, sáng kiến đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn, tạo nên nhiều thay đổi tích cực. Khảo sát cho thấy các cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự hài lòng của hơn 90% người dân và doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh Phú Yên có 2 huyện là Phú Hòa, Tây Hòa và 64 trên 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó thì có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả đáng khích lệ. Thế nhưng mà thực tế hiện nay thì việc xây dựng nông thôn mới đang gặp phải nhiều khó khăn. Và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ý thức tự lực vươn lên của người dân thì rất khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, nhưng đến thời điểm này, xã Suối Bạc, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí về lao động việc làm, thu nhập và hộ nghèo đa chiều có tỷ lệ đạt thấp. Trong khi đó, hầu hết các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới ở giai đoạn này đều có xuất phát điểm thấp, nên khi thực hiện gặp không ít khó khăn. Nay và tỷ lệ hộ nghèo thì nghèo đa chiều thì mới có đạt là 13,33%. Đó đến năm 2025 mà đó đạt cái tỷ lệ hộ nghèo mà dưới 5% á thì phải giảm là 170 hộ. Rồi cái này đối với địa phương thì gặp rất nhiều khó khăn. Định hướng của Ủy ban huyện cũng đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để làm thế nào giúp đỡ cho người dân, tạo ra sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho người dân. Mà cái xu hướng tới thì chúng ta phải đạt được làm thế nào người dân giảm xuống cái tỷ lệ hộ nghèo. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, đa số các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn này còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành. Ngay cả các xã, các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước đây, cũng không giữ vững được tiêu chí so với bộ tiêu chí mới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương đã hoàn thành cái chỉ tiêu tiêu chí mà hiện nay không giữ vững. Thứ hai là đối với các huyện thì cũng là khơi dậy cái phong trào xây dựng nông thôn mới, để chúng ta đầu tư, để chúng ta hoàn thiện các cái chỉ tiêu tiêu chí mà trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo không bị thu hồi. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên phấn đấu thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 67 trên 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới hiện nay đang đòi hỏi yêu cầu cao hơn, khó hơn, nên rất cần sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng đầy trách nhiệm của nhân dân. Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 3 tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã có buổi hội đàm trực tiếp với đoàn đại biểu Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bàn về những nội dung hợp tác hai bên đã ký kết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Hà Giang và Châu Văn Sơn sẽ cùng phối hợp triển khai 9 nội dung hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đề nghị Châu Văn Sơn sớm khôi phục lại các hoạt động giao thương truyền thống, lối mở, cặp chợ ở biên giới, thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa hai tỉnh Châu, mở rộng quy mô và địa bàn hợp tác đáp ứng nhu cầu về lao động, việc làm tại khu vực biên giới hai bên. Hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, xây dựng tuyến biên giới hài hòa, ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế chung giữa hai địa phương, hai nước. Tối ngày 18 tháng 3 tại sân khấu Thủy Đình, phố cổ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam Lào. Đây là chương trình được tổ chức hàng tháng nhằm quảng bá văn hóa Lào tại tỉnh Ninh Bình. Tại chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam Lào, các nghệ sĩ nhà hát chèo Ninh Bình và các sinh viên, trong đó có các lưu học sinh Lào, đã biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, ngợi ca quê hương, đất nước của hai dân tộc Việt Lào, giới thiệu những nét đẹp truyền thống của mỗi quốc gia, dân tộc, đặc biệt là các ca khúc tô thắm tình hữu nghị Việt Lào. Thông qua chương trình đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của hai dân tộc. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt hơn tình đoàn kết, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Udon Say nói riêng. Thông tin từ Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF Việt Nam, Quảng Nam là một trong những vùng ưu tiên về đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung Việt Nam, đồng thời thuộc 200 vùng sinh thái quan trọng toàn cầu. Đây cũng là thông tin được công bố nhân sự kiện Quảng Nam đăng cai năm quốc gia phục hồi đa dạng sinh học 2024 với chủ đề Chung sống hài hòa với thiên nhiên.
Hiện Quảng Nam có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ hai cả nước, khoảng 449.558 ha với đa dạng sinh học, bao gồm 1.129 loài thực vật bậc cao, 50 loài thú lớn, 270 loài chim, 22 loài rơi và có nhiều loài thú đặc hữu, quý hiếm, nguy cấp như vọc trà vá, sao la, mang lớn. Trong 20 năm qua, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam đã phối hợp với các sở ngành địa phương thành lập các khu bảo tồn phục vụ công tác đa dạng sinh học. Đồng thời, rất nhiều tổ chức phi chính phủ đã thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam chọn Quảng Nam là điểm đến của các dự án. Tính đến nay, đã và đang có 6 dự án phi chính phủ triển khai tại Quảng Nam, mang lại giá trị đa dạng sinh học tích cực. Bằng sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động, thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã triển khai có hiệu quả mô hình em nuôi của đoàn, góp phần kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện thuận lợi, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 4 anh chị em, nên cuộc sống của gia đình em Thu Huyền gặp rất nhiều khó khăn. Góc học tập hàng ngày của em được làm tạm bợ từ gian bếp cũ, thiếu thốn, vất vả. Nhưng với ước mơ thành cô giáo đã giúp Huyền có những kết quả tích cực trong học tập. Tiếp thêm động lực và nuôi dưỡng ước mơ của em, Đoàn Thanh niên thành phố Lào Cai đã nhận Huyền làm em nuôi của đoàn để hỗ trợ. Em rất vui khi được trở thành em nuôi của đoàn. Đây sẽ là động lực to lớn để em học tập. Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành một cô giáo. Hôm nay đưa con đi làm em nuôi của đoàn thì rất vui, rất phấn khởi mà được hỗ trợ để cho con học hành, học thật giỏi, học thật tốt. Thì em cũng cố gắng để nuôi con, dạy bảo các con học thật giỏi, thật tốt. Mô hình em nuôi của đoàn đã được thành đoàn Lào Cai triển khai hiệu quả. Trong 2 năm 2023 và 2024 đã có gần 100 em học sinh được nhận hỗ trợ với mức tối thiểu 300.000 đồng trên tháng. Các chi đoàn và đoàn viên cũng như đông đảo mạnh thường quân đã tham gia ủng hộ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vững bước tới trường. Ngoài cái việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho các em học sinh thì còn trao tặng các hiện vật và những đồ dùng thiết yếu, những nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đó. Và quan trọng nhất là thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần học tập, vươn lên trong học tập và vượt khó của các em học sinh với mong muốn là sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp của tuổi trẻ thành phố Lào Cai và huy động được sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội đối với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, mô hình em nuôi của đoàn đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Bằng tâm huyết, trách nhiệm, những thanh niên áo xanh đã và đang cố gắng hết mình để góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ cho những trẻ em khó khăn, kém may mắn trên địa bàn.